Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một em kẻ eyeliner cho mí mắt, một dạng bút cực kỳ là dễ vẽ, phù hợp cho cả người mới bắt đầu mắt cúp. Đầu bút khá nhỏ, đường nét bút mượt, vẽ không sợ bị lem hay là bị đứt đòn, đặc biệt là khả năng chống nước khá là cao. Tiếp đến là một em phấn phủ với độ che phủ cực tốt, che đi các khuyết điểm trên da, kiềm dầu, thấm hút mồ hôi, vải nhờn, che khuyết điểm như là thâm mụn cực kỳ tốt. Với hạt phấn nhỏ mịn không gây bí da, có thể yên tâm dùng thường xuyên mỗi ngày. Có chứa các thành phần không gây kích ứng da như là hoa ỏi hương, hương thảo, cỏ xạ hương, bạc hà, cây xô thơm, hoa nhài, hoa cúc họ mi, vân vân, giúp chăm sóc da luôn mềm mịn và cực kỳ là tự nhiên. Cuối cùng là em son 2-in-1, là sự kết hợp giữa tông ấm và tông lạnh, giúp phù hợp cho mọi tông da. Một cây son gồm một em son dạng sáp ở trên và một son dạng tinh ở dưới, son lên màu cực chuẩn, với tính chất trong son giữ ẩm và giúp cho môi luôn căng mịn, đặc biệt là khả năng bám môi cực lâu mà không sợ bị trôi luôn nha.